Chào mừng các bạn đã đến với SNews, kênh cập nhật tin tức nhanh. Và ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức tiêu điểm mỗi ngày. Mới đây SNews đã ghi nhận được một câu chuyện. Một người đàn ông biến thái mạo danh là một nữ bác sĩ rồi nhắn tin cho các mẹ bầu yêu cầu chụp ảnh những bộ phận nhạy cảm để gửi cho mình để giúp đỡ và thăm khám miễn phí. Câu chuyện được chị DTTN chia sẻ với một bài đăng hỏi về kinh nghiệm làm giấy khai sinh cho em bé trên một hội nhóm của các mẹ bỉm sữa nổi tiếng tại Facebook. Ngay sau đó thì một tài khoản Facebook có tên là Trần Phương Linh, ảnh đại diện là một nữ bác sĩ, đã chủ động tiếp cận chị TN qua tin nhắn riêng. Với giọng điệu cảm thông, thấu hiểu, Facebook Phương Linh cho biết sẽ giúp đỡ chị TN trong việc khai sinh cho em bé. Để tăng thêm sự tin cậy thì Facebook Phương Linh còn tự nhận bản thân là bác sĩ, mời chị TN vào trang cá nhân để xác minh. Chị TN cho biết, khi vào trang cá nhân của Trần Phương Linh, thấy ảnh đại diện là một nữ bác sĩ. Ngoài ra còn liên tục chia sẻ những bài đăng liên quan đến phụ sản và trẻ sơ sinh, nên khá tin tưởng. Sau một hồi nhắn tin thì Facebook Phương Linh đã yêu cầu chị TN chụp ảnh bụng bầu cho mình để thăm khám xem có ổn không. Sau đó thì chị TN đã chụp lại. Chưa dừng lại ở đó thì Facebook Phương Linh này còn yêu cầu chị TN chụp thêm các bộ phận nhạy cảm khác để thăm khám tiếp. Để dụ dỗ chị TN làm theo thì Facebook Phương Linh còn gửi những hình ảnh mẹ bầu chụp toàn phần nhạy cảm của cơ thể rồi bảo chị TN chụp như hình mẫu. Thấy có vẻ không ổn thì chị TN đã nghi ngờ và gọi video cho Facebook này thì thấy một giọng nói cất lên là giọng cô xưng con nhưng lại là giọng đàn ông. Xung quanh còn tối om không nhìn thấy gì cả. Chị TN mới ngỡ ngàng và nhận ra mình đã bị lừa bởi một tên biến thái. Ngay sau đó thì chị đã chia sẻ rằng hắn lừa được rất nhiều người. Hắn còn gửi cho mình nhiều ảnh của các mẹ bầu khác, toàn là ảnh vô cùng nhạy cảm. Mình đăng lên mạng xã hội để các mẹ khác cũng cảnh giác. Giờ thật giả không biết như thế nào mà lần nữa, nên mọi người hãy nâng cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ bản thân nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày.